Ok chưa? Ok kìa. Cái gì đây? Chuyện gì xảy ra đây? What the freak man? Vậy chúng ta có update 72 part 1. Mà có unit mới, camera upgrade camera, spider upgrade mech camera và có cả toilet mới nữa. Sự kiện St. Patrick đã hết rồi này. Và giờ mình sẽ review unit mới nha. Ngoài ra mình có cả map mới đúng không? Chỗ có mấy cái map mới thì phải. Toilet lab mới, Pandora mới và Toilet City cũng mới luôn. Ba map mới. Ngoài ra của Johnny Bravo cũng có map mới luôn. Thì hôm nay mình sẽ review unit mới. Chúng ta có đây. Upgrade camera spider DPS là 27.000. Thế đây, mình sẽ so sánh với phiên bản đầu tiên, phiên bản 1 chưa nâng cấp của camera spider. Phiên bản cũ cực kỳ yếu nha, DPS có 9.000 thôi, work range 30. Ok, mình sẽ so sánh hai unit này. Unit này thì nói chung là ra rất lâu rồi, 5 triệu người được sở hữu, còn unit này thì mới ra. Và có thể mua ở shop, có thể mua ở đây 399 rubuk, hoặc là mua ở gem. Cái này mình mua ở marketplace thì phải, mình mua với giá mấy nghìn gem, mình quên béng rồi. Tầm 3-4.000 gem gì đó. Bây giờ nó lên, nói chung là nó giá nó khá là kiểu linh tinh ấy, nó giá nó rất là kiểu dao động rất là khủng khiếp. Mình không biết đó, lúc mới ra thì mình không chắc. Mình cố gắng săn được cái sale là bán rẻ rẻ thôi, chứ mà nếu mà ai bán giá 10.000 gem thì chắc là hơi cao nha. Con này mình chắc là không đến 10.000 gem, chắc tầm 5.000, 6.000, 7.000 gì đó, mình không biết. Nói chung là mãi mình mới săn được con sale tầm 3.000, 4.000 gem. Ok, sau đây mình sẽ chiến đấu em ơi. Phiên bản cũ này mình chưa bao giờ dùng cái sao ta đúng không nhỉ? Mình dùng cái như cực kỳ ít bởi vì nó quá là yếu ấy. Mà con này mình ít khi dùng lắm. Thôi sao đi, giờ mình sẽ chia làm và đến thử để làm subscribe mình nhằm. Và đừng quên vào shop khánhsublog.vn để ủng hộ mình mua unit giá rẻ, mua trang rẻ. Và hiện giờ đang có ưu đãi giảm giá unit cực khủng lên đến 80%. Và đặc biệt là tuần này shop của mình sẽ có chương trình mua một tặng một. Khi các bạn mua bất kỳ sản phẩm nào của game Toilet Defense chắc chắn sẽ nhận được một món quà. Có thể là gem hoặc là unit, cơ hội nhận quà có thể nhận được 999 gems. Hoặc là unit có thể một trong unit như là Upgrade Titan Dreamman, Hyper Upgrade Titan Speakerman, Titan Clawman, Mech Bunny Titan hoặc một unit khác ngẫu nhiên, không có giới hạn lần mua. Vì vậy các bạn cứ mua càng nhiều thì sẽ có càng nhiều quà. Vậy các bạn hãy nhanh tay mua sắm trong cơ hội này để không bỏ lỡ quà xịn nhé. Và giờ mình chiến nào. Oh my god, map xịn phết nhỉ mọi người ơi. To vãi chưởng, lần đầu tiên mình chứng kiến cái update mới này mà trông nó cực kỳ là to luôn. Tất cả là theo một cái chủ đề, là chủ đề kiểu hơi tương lai hiện đại ấy. Đấy, oh my god, kinh thực sự. Nó mắt này mình có thể leo trèo được không ta? Mắt này có thể rất to nữa. Leo trèo được thì vui phết. Ui, I'm coming. Và không hiểu vấn đề gì mà nãy giờ mình ngồi chờ không vào được game. Mỗi lần vào là mình phải chờ 1 phút thì mình nó mới vào cho vào chơi, chứ thế mình không chọn được chế độ Nightmare. Và khi nó tự động vào nó chọn luôn chế độ Easy ấy. Đấy, khó chịu ấy chứ, không hiểu sao chắc mạng bị lag hay như nào. Không biết các bạn bị không, nhưng mình ngồi chờ 1 tiếng rồi mà mãi không thể vào được để chọn chế độ Nightmare chơi test unit. Thì có lẽ mình sẽ vào đây của xem map mới thôi. Còn nếu muốn test unit chế độ Nightmare thì mình sẽ vào chỗ qua nha. Ok, đó, nó vào luôn đây rồi. Wave 2 luôn rồi. Khó chịu ấy trưởng, không sao không sao. À, thì mình vào đây xem map mới nào thôi. Map nói chung map cực kỳ đẹp, mình phải nói là nó quá là đẹp. Đây là phiên bản chưa nâng cấp. Ui, phiên bản nâng cấp và chưa nâng cấp nó khác hẳn nhau luôn á, to hơn rất nhiều, đẹp dai rất nhiều. Và bây giờ level 1 này xem như nào. Phiên bản chưa nâng cấp nhìn nó phèn kinh dị luôn. Mình rất ít khi dùng như này và chắc hẳn các bạn cũng ít khi dùng như này ấy. Trừ khi bạn nào có mới chơi thì có như này thì cũng khá là ngon. Con này thì chơi chế độ hard thôi, còn Nightmare thì mình nghĩ là khó. Nightmare thì chắc là dev đầu được vài vòng, dev đầu được thôi, chứ mà Nightmare thì không cân tin vào đâu. 9.000 DPS là không phải là một unit hợp lý để cân Nightmare hoặc là Endless. Còn đây, phiên bản này mới là cái phiên bản đập Nightmare và chiến Endless hợp lý này. Đó, phiên bản nâng cấp. Trời ơi, tầm đánh nó khá là rộng đấy. Tầm đánh rộng hơn rất nhiều phiên bản kia. Hình như là rộng hơn 10 lần, 10 thôi. Và mình sẽ đặt ở chỗ này để cho nó hợp lý nhất. Khi mà nâng cấp lên, nó sẽ tầm đánh nó sẽ bao phủ được các đường. Ui, nó bay được luôn mà. Bắn laser mà, nhìn thấy vây trưởng. Animation trông rất là mượt nhá. Cực kỳ là đẹp. Và để xem nào, nó bắn kiểu nó như thả bom ấy nhỉ. Bắn laser như kiểu thả bom ấy, chứ không phải là bắn laser thẳng. Ok. Đấy, và nó sẽ không di chuyển bằng chân mà nó lại bay. Khá thú vị. Đó, còn thấy không? Sự nâng cấp mà khá là nhiều về cái giao diện rất đẹp, trông ngầu hơn hẳn. Và DPS là bao nhiêu? 750 level 1. Mình sẽ nâng cấp tiếp. Level 2 1000 DPS. À đâu, 2000 DPS chứ. Và khi mà mình nâng cấp level max ấy, nó sẽ nổ được cơ. Bây giờ thì chưa. Explosion Rude. Ok, sẽ nâng cấp tiếp nào. Chưa max à? Ok, DPS giờ là 10.000 rồi. Level 4. Nhìn hay vậy chưa? Và đặc điểm của mấy con spider này nó sẽ không bị choáng nha. Đấy, cái đặc điểm rất thú vị là nó sẽ không bị choáng. Mình rất thích điều đấy.
nó sẽ, nói chung là nếu bị choáng thì phải lại mang thêm con medic nữa hoặc là con repair drone nữa, rất là tốn. Đấy, không bị choáng thì nó sẽ vừa cân được team. Và đấy, các bạn xem cái mark này to, to vãi trường, to vừa đẹp. Và nói chung là nhìn hơi bị kiểu chi tiết quá, mình không biết là chi tiết quá thì có hay không. Cá nhân mình thì mắc cũ trông cũng ok rồi ấy, nhìn quen rồi ấy. Thì xem map mới này có thể trèo ra ngoài chơi không nào. Map cũ kiểu trèo, leo trèo các kiểu vui vãi. Map mới thì có vẻ như là, để xem nào, ok, thế nào nhá. Leo được thì vui, leo ra ngoài kia chơi. Ui, leo lên mấy tòa nhà này thì hay nhờ. Nhưng mà leo, không biết có cái leo là lên được nóc mấy tòa nhà này không. Ok, đã ra được ngoài. Đó, đi chơi nào, let's go. Ui, nhìn ngoài nhìn đáng sợ vậy. Oh, ok. Nhìn ở bên ngoài nhìn đúng là đáng sợ luôn. Ok, chỗ quay trở lại nào. Tập trung 14.500. Nâng cấp luôn level max là mình sẽ có được DPS hiện giờ là bao nhiêu. DPS nó rất là cao, 27.000 đúng không nhỉ. Và có nổ được 15 nữa. Cái splash là nổ lan ra được. Đấy, còn level cũ này chưa nâng cấp thì nhìn rất là phèn. 3.000 tiền. Nói chung là giá hơi bị cao một chút nha. Giá hơi bị chát. Mà tại sao nói cái nòng súng nó kiểu rung 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 nhìn kỳ kỳ ấy. Kìa, cái nòng súng kìa, cái chân giữa của nó, chân tư của nó rung 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 nhìn hay phết nhỉ. Nên hay phết nhỉ. Chú ý tác giả chắc chắn là tác giả chắc chắn admin là cố tình làm thế luôn. Đấy, ok, 5.000 tiền. Thế là giá tiền nó hơi chát. Với số DPS là 9.000 mà tận 5.000 tiền hơi chát. Hơi chát một chút nha. Đúng không nhỉ? Mình nghĩ vậy đấy, đúng rồi đấy. So với unit mới thì nó sẽ cái giá này khá là cao. Ok, cho đến với cái map Easter nhá. Bởi vì là mình không chọn được chế độ Nightmare ở cái map kia ấy, nên phải chơi chế độ này. Thì map Easter này, event này cũng là khó hơn cả Nightmare đúng không? Dạ. Giờ thì ok, con này đẹp đầu cũng ngon phết đấy. Con camera spider đẹp đầu cũng rất ngon. Có thể ấy, không cần green laser. Nhưng mà mình nghĩ mấy vòng đầu thôi, chứ sau này thì nó rất là phế. Mấy vòng đầu nó đẹp được, chứ nó green laser thì luôn luôn ngon hơn bởi vì nó có làm chậm. Con này cũng thế, nhưng mà con này được cái trùng choáng thôi, nhưng mà nó không làm chậm nên nó cũng không ngon bằng green laser. Rồi, bao giờ mới có đủ tiền đặt phiên bản nâng cấp này. Nâng cấp là chiến luôn. Không biết là con này chắc là trụ được mấy vòng đấy. Mình nghĩ phiên bản cũ này có thể đép được đến wave thứ 10 không? Để xem nhá. Mình mong rằng, ok, có vẻ như không được rồi. Vừa nói xong, phải nâng cấp level tiếp theo thì có thể được. Nhưng mình nghĩ con này solo cần được vì 9.000 DPS là một cái lượng đam cũng không phải là ít đâu. 9.000 DPS chắc chắn có thể cân được. Cân được đến, chắc là không cân được lâu. Đến wave thứ 10 là quá là kịch kim rồi. 15 là quá là một phép màu. Đó, nó rất tiền hoắt. Ok, cố lên. Đấy, vẫn ngon chứ. Phiên bản 1 cũng mình ít khi dùng phiên bản lắm. Mình nghĩ là cũng ít bạn dùng bản này. Cái phiên bản cũ này ít người dùng. Bởi vì là có nhiều con ngon hơn nhiều. Chứ cái con này nó chỉ đép đầu thôi. Mà đép đầu thì có thể dùng green laser ngon hơn nhiều. Vì là có thể làm chậm được mục tiêu. Chứ cái bản này mình nghĩ là rất là hiếm ai dùng. Giá của nó cũng rất là rẻ nữa. Ôi, có lẽ phải đặt cái mới ngay. Phải đặt luôn thôi. Mình tưởng đẹp được, không đẹp được luôn rồi, hơi buồn nha. Không sao, đặt một thanh niên nữa ở đây. Nói chung là bản mùa này nó khá là phế. Phế phẩm thực sự. Mấy cái con này chỉ chơi chế độ hot thôi. Còn cái map này là ở chế độ khó hơn Nightmare một chút rồi. Mình không chắc có được con boss cuối cùng không. Boss cuối cùng nó rất là khó nha. Ok, come on, rồi cố lên. Giờ sẽ đặt bản mới chưa? Boss toilet này. Rồi chắc chắn đặt bản mới thôi. Đặt phiên bản upgrade. Ôi trời ơi. Được không? Vẫn được này, vẫn trụ được này. Ngon nhỉ. Được đấy. Nói chung bọn này cũng được. Nhưng cần cái nâng cấp thôi. Bọn này không bị choáng nên thoải mái. Thời luôn bị choáng rất là khó chịu nha. Choáng đang chơi rồi bị choáng. Cáu ơi trưởng, không biết làm gì. Cái bọn minigun này này đấy. Bây giờ bọn choáng này là không có tác dụng gì với team mình rồi. Ok, đặt phiên bản upgraded camera spider. Ngon luôn hẳn luôn. Nó có kỹ năng nó nhảy chồm chồm lên nhìn hay nhỉ. Nó nhảy chồm chồm lên. Nhưng nó có hai kỹ năng đúng không? Nó một là kỹ năng bắn, hai là kỹ năng cận chiến à? Mình không biết chắc nó cận chiến hay không. Nhìn nó có vẻ như hay. Ôi, lại không được rồi, lại thêm một thanh niên nữa đây vậy. Có vẻ như hơi khó. Đấy. Cố lên. Nó kỹ năng nhảy chồm chồm hay vậy chưa? Ê, nó vào rồi kìa.
Rồi xong rồi, 50 máu. Ok. Còn đúng 50 máu. Nhưng không sao, chắc vẫn ép được. Nó nhìn chồm chồm nhìn hay vãi. Mình không chắc nó có cái cận chiến không mà. Ok đây. Sao con camera bay bay đâu đây? Ok. Hình như là bọn này nó bị chập rồi, bọn di chuyển trên map ấy mà map này nó bị gồ ghề. Khi mà nó vướng vào đâu đó nó có thể bị bay lên trời hay sao ấy. What the heck? Các bạn thử chơi xem con đúng con này nó chơi cái map nào nó bị gồ ghề nó nhảy đi luôn. Ok, nó có tiếp theo là ôi cha. Mình tin ôi, ngon phết nhỏ, con này chắc là cân được. Để xem con này có solo được map event không nha. Map event là nó tương đương nightmare đấy, nó chỉ khó hơn thôi, nó khó hơn một chút, thậm chí khó hơn mà. Ây dạ, được phải vết. Ngon là vết. Cooldown 0.33, damage là 2000. Tầm 8000 rồi, gần 10000 DPS rồi. Nhưng mà khi nào nó phải có cái nổ lan ấy thì nó mới thực sự là khỏe, mới có thể chắc chắn là cân được solo được cái team. Ok, có lên được đấy. Ngon chưa, ngon chưa. Nâng cấp tiếp nào. Ui dồi ôi, một mình solo. Chắc mình phải đặt mấy con nữa thì mới an tâm được. Chứ solo thì chắc chắn rất là khó. Ui, 14 là có vẻ như hơi căng. Món đấy, ngon là phết này. Một unit rất là khỏe. Nhưng cái animation cứ quái gì di chuyển cứ nhảy chồm chồm lên, nhìn ngáo ngáo. Nhìn lác lác kiểu gì ấy. Nhưng mà khỏe được không? Ok, nó cứ tiếp. Dạ. Được phết, được phết. Mỗi con này nó khi mà chưa có cái nổ lan này nó đâm mục tiêu nó hơi yếu. Đâm mục tiêu thực sự thì không thể đập được một cái vòng mà đông. Với vòng đông thì chắc chắn phải có AOE hoặc là cái nổ lan thì mới có thể cân được cái vòng đấy. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Vào đến nhà nơi rồi. Không sao, không sao. Ôi, chả sao mấy con cứ bay lên trời ấy. Cái con spider này mà chơi map nó cứ bị bay lên trời. Đây con kia, đây, ơi, nó chùm nước nữa chứ, what the heck. Bố đi tắm biển nữa, cái gì đấy, ok. Anh đến thợ lặn. Ai hiểu kiểu gì, hơi bị buồn cười. Dạ, hài hước thực sự nha. Wake 44. Đấy, nói chung là hiện giờ đây mình có mấy chục con đúng không. Mình có mười mấy con upgrade spider camera. Và có vẻ như đang solo rất là tốt luôn. Tí nữa bàn với con kia đi, là có thể cân được. Uầy, xem kìa, nó nổ lan. Nổ lan ngon vai. Cái nổ lan ấy là nó kiểu kết hợp giữa đơn mục tiêu và AOE, là kiểu kiểu đấy. Nghĩa là khi mà đơn mục tiêu thì đen nó sẽ cao hơn là AOE. Nhưng mà khi mà có nổ lan vào thì nó sẽ lan ra bên cạnh, nó cũng kiểu một ít AOE đấy. Thường thì AOE nó sẽ rất là yếu, đen mà không bằng đơn mục tiêu. Nhưng mà hiện giờ thì nổ lan này là sự kết hợp cả hai nên rất là ngon, rất là khỏe. Ok chưa? Ok, cái gì đây? Chuyện gì xảy ra đây? What the freak man? Ôi, thanh niên phản lực, thanh niên có jetpack à? Jetpack spider bay lên đi đâu, còn đi ngủ nữa chứ. Thế chả còn chui xuống nước nữa chứ. Mấy ông còn chui xuống nước kìa. Chà, một ông thì bay lên, ông thì bay rơi xuống nước. Không ông nào ở lại bắn một toilet cả. Đùa tao à? Hài hước, vãi trưởng, mình không ngờ chuyện gì diễn ra nữa. Ôi ôi, admin nên sửa cái lỗi này ngay đi, không thì kiểu sợ vãi, dọa sợ vãi trưởng. Cho dù mình nghĩ nó không sao đâu, vẫn tấn công mục tiêu thôi, nhưng mà mình cảm giác như nó kiểu đi đâu ấy. Tự dưng trên map chẳng có con camera nào. Đấy. Đây. Cái gì thế này? Nhưng đấy do một phần là do map này bị gồ ghề thôi, chứ nếu mà map phẳng ấy thì sẽ không bị đâu. Map mà không có nước, có sông ấy thì nó sẽ không bị bay lên hay là chui xuống nước đâu. Rồi nhìn nó hơi bị khó chịu nha. Cảm giác đừng mới đặt đấy. Lại chui xuống nước luôn. Đấy lại bay lên trời luôn. Có cứu. Mình không biết làm gì cả. Bay cả đáng ấy thật. Anyway, thôi kệ bán đi nào. Đặt full team camera spider upgrade. Liệu có thể solo được map event không? Mà cũng tương đương với Nightmare nha. Đấy cũng tương đương với độ khó là Nightmare, thậm chí là khó hơn rồi. Nên nếu mà cân được thì chắc chắn cân được Nightmare. Oh my god, lag thế. Oh, cái gì mà lag thế? Eo ơi. Ê, lag vậy. Chắc là do cái nổ lan kia đấy. Từ, mình phải giảm cái đồ họa đã. Cái nổ lan kia giống con Toxic ấy. Nó cũng bắn nó nổ lan đấy mà nó sẽ khiến game nó rất là lag. Nhiều bạn chơi điện thoại là không thể cân được. Nên phải tắt cái effect đấy đi. Rồi, Nguyễn 57.
một đống smooth luôn này. Nhưng mình nghĩ là đơn giản thôi. Cố lên. Web 60. Eo ơi, hình như web 60 hơi khó nha. Con chùm kia thì có vẻ như đi hơi xa rồi. Ôi, nhiều máu quá. Thôi xong rồi à, mấy bố còn đi xuống nước nữa chứ. Đây, có khi không bị lỗi đấy, có khi cân được đấy. Giờ mình nghĩ là khó rồi. Đến đoạn này rồi mà còn nửa cây nữa thì mình chắc là không đập được rồi. Oh my god, cố lên anh em ơi. Cổ vũ mà mình chỉ biết cổ vũ, mình không biết làm gì cả. Giờ mình chả biết làm cái gì để hỗ trợ cả. Nó đi về nữa kìa, hết tầm nó đi về rồi kìa. Mà nó không bán được nữa chứ, bán được vì click khó vãi, nó tụ lại một chỗ không bán được. Hay già, có vẻ như là vẫn cân được nha. Nếu mà mình đặt ở lùi lại thì có thể cân được. Chứ nó bị tụ lại với nhau, không thể là bán được cái bọn kia.